Rồi ai trong chúng ta cũng đều lớn khôn. Thôi đừng buồn, vì mình mãi là bạn với nhau. Ngày sau mỗi chúng ta đến một nơi xa, không sao mà tương lai đang chờ phía trước. Sẽ nhớ lắm biết bao thân thương chốn này, hãy giữ lại phút giây mình còn bên nhau bạn nhé. Đừng quên ai đón đưa mỗi chiều mưa tan trường về, nhìn phượng vĩ vương làn tóc thương, còn vương trong mắt ai những kỷ niệm khó phai. Mai xa rồi sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát một bài hát rất là dễ thương và đầy cảm xúc dành cho các bạn mà sắp xa mái trường, thầy cô và bạn bè. Các bạn có thể nghe cái bài hát gốc ở cái đường link thì Dung sẽ để ở phía dưới phần mô tả nha. Có cái đường link clip và đường link MP3 đó. Ở bài này nếu mà các bạn muốn hát bằng với tông của em Nguyễn Thị Thảo trình bày bài này á, thì mình sẽ sử dụng kèo capo, mình kèo vào ngăn đàn thứ ba ở đây. Đó, cách đánh tay phải thì cũng tương tự. Còn trong cái clip này Dung sẽ không sử dụng kẹp capo ha, là bằng với cái tông mà Dung cover mẫu khúc đầu á. Đầu tiên mình sẽ có hợp âm đô trưởng nè, ký hiệu là chữ C. Rồi hợp âm son trưởng, ký hiệu là chữ G. Hợp âm la thứ, ký hiệu là chữ A, M. Hợp âm pha trưởng, ký hiệu là chữ F. Hợp âm mi thứ, ký hiệu là EM. Hợp âm rê thứ, ký hiệu là chữ DM.
Hợp âm son thứ, ký hiệu là chữ GM. Hợp âm la trượng, ký hiệu là chữ A. Hợp âm mi 7, ký hiệu là chữ E7. Thì hợp âm mi 7 các bạn có thể bấm như vậy cũng được, hoặc là mình sẽ dùng cái ngón cái mình bấm cái nút trên cùng, rồi đặt hai ngón này ở đây. Nói chung là mình sẽ thấy tiện cái nào thì mình dùng cái đó thôi ha. Rồi ok, tiếp theo là hợp âm re trượng, ký hiệu là chữ D. Hợp âm pha thứ, ký hiệu là chữ FM. Hợp âm này nó chỉ xuất hiện có một chỗ trong bài thôi. Đó. Và chỗ đó mình chỉ rải xuống một cái như vậy thôi. Ok, với phần đệm hát nè, thì mình sẽ đệm theo cách cơ bản nhất. Mình sẽ đánh công thức này. Chập 3, 2, 1, 3. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chập 4 dây. Đó là mình móc 4 dây này lên cùng một lúc ha. Thì Dung gọi là chập 4 ha. Chập 4 nè. Chập, chập. Rồi sau đó đánh dây 3 nè. Sau đó mình chập dây 2 và dây 1 cùng lúc. Đó, số 21 để trong ngoặc ha, là đánh cùng lúc ha. Rồi đến số 3. Dây đàn của mình từ trên xuống là 4, 3, 2, 1 nhé. Rồi làm lại công thức nè. Chập 3, 2, 1, 3. Chập 3, 2, 3. Các bạn cứ đánh đều đặn ha. Mình đánh hết công thức, sau đó sẽ quay trở lại từ đầu. Và mỗi hợp âm các bạn sẽ rải công thức này là một lần. Đầu tiên là đô trưởng nè. Chập 3, 2, 3 xong qua son. Rồi la thứ, son trưởng, pha, mi thứ, rê thứ, son trưởng. Đó, cứ mình cứ rải đều đặn, cứ đánh hết công thức cho một hợp âm, sau đó chuyển qua hợp âm mới thì mình lại quay trở lại từ đầu công thức. Ok, vô với câu hát á, thì đầu tiên các bạn có thể giữ đô trưởng mình rải xuống một cái. Rồi sau đó mình sẽ thấy hợp âm đô trưởng đứng trước chữ I. Thì mình sẽ đánh đô trưởng và chập 4 dây ngay chứ ai nè. Rồi ai trong chúng ta cũng đều lớn khôn, thôi đừng buồn. Rồi các bạn sẽ thấy cái hợp âm son trưởng ở đằng sau cái chữ lớn khôn á. Thì hợp âm son trưởng ở chỗ đó các bạn sẽ đánh không thôi. Đánh công thức không thôi chứ mình không có hát cái gì hết. Ha, sau đó mình sẽ hát tiếp thôi đừng buồn. Lại đánh tiếp hợp âm cho hợp âm mới. Các bạn quan sát lại nè. Rồi ai trong chúng ta cũng đều lớn khôn, thôi đừng buồn, vì mình mãi là bạn với nhau, ngày sau mỗi chúng ta đến một nơi xa, không sao mà. Rồi cái hợp âm pha trưởng ở cái chỗ chốn này á, thì các bạn sẽ đánh như vậy. Chập 3, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ lặp lại một nửa công thức. Chập 3. Sau đó mình chuyển qua son trưởng, mình sẽ chập một cái. Chập một cái thôi. Đó, các bạn quan sát lại nè, pha trưởng nè. Chập 3, 2, 3. Chập 3, son. Được không? Mình sẽ lặp lại cái pha trưởng, lặp lại là đánh một công thức rưỡi. Đó, có nghĩa là đánh hết một lần công thức. Sau đó mình sẽ lặp lại một nửa công thức. Rồi mình chuyển qua son, mình sẽ chập một cái. Rồi, sau đó sẽ chuyển qua hợp âm tiếp theo và đánh trở lại bình thường. Nó chỉ có đặc biệt chỗ đó thôi. Mình quan sát lại nha. Sẽ nhớ lắm biết bao thân thương chốn này. Hãy giữ lấy phút giây mình còn bên nhau. Bạn nhé. Đó, như vậy là đã xong cái phần này. Thì ở cái câu cuối cùng á, là mình còn bên nhau bạn nhé, là cái hợp âm son trưởng ở chỗ bạn nhé, là các bạn sẽ đánh một nửa công thức thôi. Chập 3, sau đó mình sẽ quạt xuống liên tục để chuyển, để nối đoạn qua phần điệp khúc á. Mình quan sát lại nè. Mình còn bên nhau bạn nhé, cứ khóc đi. Rồi qua tới phần điệp khúc thì một là các bạn sẽ vẫn rải y chang như nãy giờ luôn. Hai là mình sẽ quạt ha. Nếu mà mình sử dụng cách rải á, thì lúc nãy lúc mà mình tập cái chuyện đoạn á, thì các bạn đừng quạt ha, mình chỉ rải thôi. Mình cơm bên nhau bạn nhé, cứ khóc đi.
Đó, nếu như mà ở phần điệp khúc các bạn rải á, thì ở cái khổ trên mình cứ rải hết luôn. Còn nếu như ở phần điệp khúc mà mình chọn cách quạt á, thì mình sẽ quạt ở hợp âm cuối cùng của khổ trên để nối qua cái phần điệp khúc nha. Nếu mà mình rải thì cũng rải như cách trên luôn nè. Cứ khóc đi, khóc trên vai tôi này, đến ngày mai mỗi đứa một nơi. Rồi, chỗ này các bạn sẽ lưu ý cho Dung cái hợp âm son thứ và hợp âm đô trưởng ở cái chỗ đến ngày mai. Là hợp âm son thứ, chỗ đó các bạn sẽ chỉ chập một cái thôi. Rồi chuyển qua đô trưởng mình lại chập một cái. Đó, còn tất cả những hợp âm còn lại thì mình sẽ đánh mỗi một hợp âm một lần công thức nha. Làm lại nè. Cứ khóc đi, khóc trên vai tôi này, đến ngày mai mỗi đứa một nơi, trên bước đường đời đừng quên ngày thanh xuân có tôi chút nữa thôi. Rồi, còn nếu mà các bạn nào muốn quạt thì để mà quạt dễ nhất ha, là các bạn sẽ chỉ quạt xuống thôi. Mỗi hợp âm các bạn cứ quạt xuống hai lần. Chỉ có riêng cái hợp âm son thứ với lại đô trưởng ở chỗ đến ngày mai với lại cảm ơn những năm, đó là hợp son thứ GM đó, với lại đô trưởng chỗ đó là các bạn sẽ quạt xuống một cái. Còn lại mỗi hợp âm mình quạt xuống hai cái. Đó là cái cách dễ nhất ha. Như vậy nè. Cứ khóc đi, khóc trên vai tôi này, cứ quạt đều đặn xuống 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 thôi ha. Còn nếu mà mình chơi nó khó hơn một xíu thì mình sẽ ứng dụng công thức quạt ba lát chia đôi. Quạt ba lát của mình đầy đủ nó là xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Làm lại nha. Xuống xuống lên lên xuống 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 lên. Nếu mà các bạn muốn xem kỹ công thức này hơn á, thì các bạn có thể xem ở một cái video clip riêng. Mình search là hướng dẫn ballad Phương Dung Sô-cô-la Ukulele là sẽ ra cái clip của Dung ha. Rồi về cách chia đôi công thức này á, thì mình sẽ chia theo cặp hợp âm. Cặp đầu tiên là đô trưởng, mình chia cho mi 7. Thì đô trưởng các bạn quạt hai cái xuống. Sau đó mình chuyển qua mi 7, mình quạt cái đuôi còn lại là lên, lên, xuống, 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 lên. Rồi mình quan sát lại là đô nè. Xuống, xuống, chuyển lên, lên, xuống, 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 lên. Đó, cái cách này thì là sẽ dễ chia cho các bạn ha. Còn nếu mà nghe nó hay hơn một chút là nó sẽ thế này nè. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Đó, có nghĩa là mình sẽ đánh xuống, xuống, lên. Sau đó mình mới chuyển, rồi mình đánh cái đuôi còn lại. Nhưng mà cái này nó sẽ khó hơn một xíu nha. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Hoặc là xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Các bạn chọn nào cũng được ha. Rồi tiếp theo là hợp âm la thứ ở chỗ tôi này. Thì hợp âm la thứ chỗ này á, các bạn quạt hai cái xuống thôi. Xuống, xuống. Rồi chuyển qua son thứ ở chỗ đến ngày mai, là son thứ chỗ đó quạt xuống một cái. Rồi đôi trưởng quạt xuống một cái. Rồi như vậy là các bạn chỉ lưu ý cho Dung là cái la thứ, son thứ và đôi trưởng ở chỗ đó thôi. Sau đó chuyển qua pha trưởng ở chỗ mỗi đứa một nơi á, thì cái pha trưởng chỗ đó lại chia đôi công thức cho cái hợp âm mi thứ ở trước chữ trên bước đường đời nha. Như vậy pha trưởng mình chia cho mi thứ nè. Pha là xuống, xuống. Rồi chuyển qua mi thứ đánh cái đuôi còn lại. Lên, lên, xuống, 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 lên. Rồi ok, bây giờ Dung sẽ đánh lại cái chùm hợp âm này nha. Đô trưởng đầu tiên nè. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên, xuống. Xuống, 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 lên, lên, xuống, 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 lên. Rồi tóm lại là mình chỉ chia công thức quạt ballad cho cái cặp hợp âm đô trưởng và mi 7 và cặp hợp âm pha trưởng với mi thứ ha. Rồi tiếp theo đừng quên ngày thanh xuân có tôi là rê thứ với son trưởng cũng chia đôi luôn. Rê thứ nè. Xuống, xuống, son. Ok, Dung vô cô hát ha. Và Dung sẽ hát nối từ cái khổ trên xuống. Hãy giữ lấy phút giây mình còn bên bạn nhé, cứ khóc đi.
Ok, qua tới phần live rít tiếp theo. Đừng quên ai đón đưa thì mình lại quay trở lại rải giống như ban đầu luôn. Đừng quên ai đón đưa mỗi chiều tan trường về. Nhìn phượng vĩ vương làn tóc thương, còn vương trong mắt ai những kỷ niệm khó phai. Mai xa rồi đó mình lại lặp lại đến phần điệp khúc, rồi đến cái khúc bridge lại dù nghe máy ra sao thì chỗ này các bạn sẽ chỉ cần quạt xuống liên tục thôi. Đầu tiên là thứ nè, xuống dù nghe máy ra sao, đến nơi nào chẳng biết, bao lâu gặp lại sẽ mãi trong tim này, mãi mãi không bao giờ quên. Năm tháng thanh xuân tuyệt vời của chúng ta. Đó, như vậy là hết bài rồi. Chúc các bạn tập thật là tốt nha. Bye bye. Yeah.